Alo, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Sài Gòn Du Hí. Rất vui được gặp lại mọi người. Và hôm nay mình đang đứng trước cửa hàng chay, bích đa chay của ca sĩ Phi Nhung ở số 5 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5. Mọi người ơi, ăn chay á, thì không sử dụng nguyên liệu chế biến từ động vật mà chỉ toàn là thực vật. Ăn không chỉ để no mà ăn còn lo cho sức khỏe nữa ha. Và hôm nay á, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến một cái không gian thật là ấm cúng, yên tĩnh, thanh tịnh, ấm áp, để cho tâm hồn con người cảm thấy là thư thái và gần gũi hơn. Các bạn xem những cái bài kinh nè, đọc xong thì mình thấy tâm mình như là lắng lại. Và đây là menu của quán. Thì theo sự tư vấn của các em phục vụ ở đây á, những cái món mà đang hot ở đây là hành thánh phô mai nè, cơm chiên nấm trà bông và tàu hủ kỳ của nấm. Thì mình cũng gọi những món đó để ăn thử mọi người ơi. Rất là nhiều món nha các bạn. Nếu mà các bạn đi càng nhiều thì mình sẽ càng gọi được nhiều món. Bây giờ đồ ăn của chúng mình ra rồi. Wow, các bạn có tưởng tượng đây là những món chay không nè? Mình còn gọi thêm món bò bía nè các bạn. Đây là món cơm chiên nấm trà bông. Đây có nấm mèo, có những cái hạt nấm mèo nhỏ nhỏ, người ta cắt nhỏ ra. Và đây là bò bía ăn với nước chấm nè các bạn. Đây là món cơm chiên, nhìn hấp dẫn quá. Còn món này là gì? Hoành thánh phô mai. Đây là món wow, nhìn rất đẹp. Tàu hủ kia cuộn nấm. Quá ngon không các bạn? Không nghĩ đây là món chay luôn đó. Rồi bây giờ chúng ta phô mai ngon lắm các bạn. Nghe rớp. Ở giữa toàn là phô mai không, và ở ngoài bao bằng lớp hành thánh chiên lên. Giòn rụm luôn. Đây là bò bía chấm với cái nước chấm đặc biệt này, hình như là nghe nói là của ca sĩ Phi Nhung làm luôn đó. Mà mình nghĩ chắc là bị cuốn thì đúng hơn, vì cái bánh tráng hơi dày. Món này là món đậu hũ kỳ cuộn nấm, mà là nấm bào ngư nè. Đây là có hột điều nha, miếng nằm nhỏ nhỏ thôi. Mà ngon quá. Đó. Ăn vào mình nghĩ chắc cũng là giòn rụm. Ngon quá. Ngon, rất là ngon. Món ăn rất ngon. Ăn. Tuy là mình chiên lên nhưng mà nó không ngán. Ăn ngon. Nó nấm cuộn vô. Món này thiệt xuất sắc luôn đó. Chai bạn ngon lắm. Quanh tráng lệ. Ăn này rất rất luôn. Cơm chiên nấm trà bông. Cơm chiên chấm trà bông ý chán luôn mà ngon. Ngon. Em ăn vừa ăn ha. Nấm cơm chiên chấm ạ. Cái đen này là nấm mèo. Trà bông ở trên cũng biết là trà bông. Cái gì chị? Chè bưởi. Chè bưởi nha, chè bưởi là món đặc biệt của cái quán này. Nổi tiếng của quán Phi Nhung đúng không? Ai đến cái tiệm này cũng ăn cũng khen ngon hết. Mà lần sau ăn chắc đừng kêu không có đá, có thể đại đá tan hết lạc hết được. Ngon không chị? Ngon hả? Giờ nó hơi lạc rồi, nãy giờ ăn.
Sau khi ăn xong thì đây là cái hóa đơn của mình nè. Tổng cộng là hết 394.000 với tất cả những món ăn mà mình vừa kêu các bạn. Thì các bạn sẽ hưởng được cái không gian rất là thanh tịnh, ấm áp. Rồi sự nhiệt tình của nhân viên phục vụ và những món ăn chế biến rất là vừa ăn. Thì mình cảm thấy là mình rất là thoải mái và tâm hồn mình như lắng lại, trái tim như lắng động, thấu hiểu và chia sẻ hơn. Về ca sĩ Phi Nhung thì cô mở cái hệ thống quán chay này ở hai nơi. Thì có gì mình sẽ để ở phần mô tả ha các bạn ha. Thì theo mình á, ca sĩ Phi Nhung là một cái cô ca sĩ vừa đẹp người mà vừa lại có tấm lòng rất là nhân hậu. Cô đã thành lập trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại chùa và có rất nhiều con nuôi tại chùa. Năm 1998, cô được mệnh danh là Nữ Hoàng Băng Đĩa với các bài hát, dòng nhạc trữ tình, dân ca, nè, cải lương. Thậm chí là còn diễn xuất rất là giỏi như là đóng vai vợ thằng Đậu á. Rất là vui đó các bạn. Các bạn nhìn những cái bài kinh trên đây nè, thấy rất là sâu sắc. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. Rất hay và ý nghĩa ha các bạn ha. Thì đến đây Sài Gòn Du Hí xin chào các bạn. Mong các bạn là có nơi, những cái chỗ chọn lựa để ăn chay thật là ngon. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Nhớ subscribe, share và chia sẻ cho mình nha. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại trong những video sau.